Con xin chào cô chú và các bạn, con tên là Dương Tiến Minh. Hôm nay con 6 tuổi. Con sẽ review hai cái xe này. Một là xe bọ, hai là hệ thống rửa xe bọ. Bây giờ cô chú chọn cái nào? Ok, xe bọ trước nha. Rồi, xe bọ nó sẽ như vậy, nó sẽ đường motor nó sẽ quay nhiều lên cái này, nhiều bắn răng rồi mới lên cái này được. Xong rồi con mới ráp cái to này, thế là đây là động cơ một chiều nha cô chú. Còn đây là động cơ hai chiều. Đây, nó sẽ quay cái này rồi cái nhỏ này sẽ lên cái bự sẽ lên đủ bắn răng và nó sẽ quay. Chờ con xíu. Rồi được rồi. Đây là những cái đồ con cần để chà rửa bánh răng này đây, chà rửa hay chà toilet không biết, chú xe chú xe. Rất là đẹp luôn nha cô chú. Con cảm ơn cô chú đã lắng nghe con nói.